the waves cut through me, hypnotized by the sound. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta Mobile. Và hôm nay mình đã quay trở lại cùng với một sản phẩm mới được phân phối bởi Xiaomi, đó chính là máy tạo độ ẩm cho không khí đến từ thương hiệu VieFox. Và bây giờ mời các bạn cùng với mình tìm hiểu xem sản phẩm này có gì hay nha. Và sau khi mở hộp thì bên trong bộ sản phẩm của chúng ta bao gồm một sản phẩm chính, đó chính là một máy tạo độ ẩm không khí, và kèm theo đó là một trục tăm bông thay thế. Để cái trục tăm bông này nó có một cái công dụng, đó chính là khi mà chúng ta muốn sử dụng được máy thì chúng ta phải có cái trục này, và cái trục này nó thấm nước thì nó mới tạo thành sương mù và nó phun ra ngoài môi trường được. Và tiếp theo đó là cổng sạc Type-C, có đầu là USB-A nên các bạn có thể dễ dàng kết nối với cục sạc dự phòng hay là máy tính xách tay hay là ở đâu đấy, rất là tiện lợi cho chúng ta. Và tiếp theo đó là một cuốn catalog ghi thông tin sản phẩm và cũng như là hướng dẫn sử dụng nhưng chỉ bằng tiếng Trung thôi. Với thiết kế nhỏ gọn cùng với sắc trắng cổ điển và thanh lịch phù hợp với nội thất ở nhiều không gian khác nhau, và toàn bộ thân máy được hoàn thiện chủ yếu từ nhựa ABS nên là có trọng lượng khá là nhẹ và kích thước cũng rất chi là nhỏ gọn. Cổng sạc của thiết bị có thể kết nối với máy tính xách tay hoặc là bộ chuyển đổi dễ dàng, giúp chúng ta có thể là thoải mái dưỡng ẩm cho da và môi trường xung quanh của bạn. Và chiếc máy này hoạt động dựa trên công nghệ phun sương, và những giọt sương này sẽ tập trung thành vòng và phun ở tầng cao rồi lan tỏa vào xung quanh, và giọt sương này sẽ nhanh chóng thấm vào da và môi trường chúng ta, cải thiện độ ẩm và giữ làn da của bạn luôn là mềm mịn. Song song với việc là một chiếc máy tạo độ ẩm không khí, nhưng nếu chúng ta không có nhu cầu sử dụng đến máy thì chúng ta có thể sử dụng chiếc máy như một chiếc đèn ngủ, chỉ bằng thao tác là nhấn giữ thì mình có thể là bật hay là tắt đèn. Với cấu trúc bên trong được xử lý đặc biệt nên có khả năng là giảm tiếng ồn hiệu quả. Về cơ bản hầu như là không có bất kỳ âm thanh nào khi hoạt động sẽ không làm phiền chúng ta khi ngủ. Mặc dù dung tích bể chứa là 320ml thấp hơn so với phiên bản trước, nhưng mà máy có thể phun sương liên tục đến 12 giờ, trong khi phiên bản trước chỉ phun được trong vòng 10 tiếng thôi. Bên cạnh đó, với thiết kế có thể tháo rời dễ dàng, người dùng có thể là làm sạch bất cứ lúc nào, từ đó hạn chế việc sinh sản vi khuẩn hay là đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng. Đặc biệt, với chế độ phun 8 giờ thì máy có thể tự động cắt nguồn khi đã hoạt động đúng thời gian của nó là 8 tiếng. Phòng trường hợp các bạn đi ra ngoài hay là thức dậy nhưng mà quên tắt máy, nên với chế độ này thì sẽ giúp bảo vệ tuổi thọ của máy cũng như là tiết kiệm điện năng của chúng ta rất là nhiều. Và trong video này mình cũng đã hướng dẫn và giới thiệu đến mọi người chiếc máy tạo độ ẩm đến từ VieFox này. Với thiết kế khá là nhỏ gọn và dễ dàng mang đi thì chiếc máy này rất là phù hợp với những đối tượng người dùng như là dân văn phòng hay là những người thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh. Và hiện tại thì chiếc máy này đang có giá rất là tốt tại chính đài Mobile. Và nếu các bạn muốn mua hàng thì link chi tiết sản phẩm thì mình sẽ để vào phần mô tả bên dưới video. Và đừng quên nhấn một like và subscribe cho kênh channel của chính đài Mobile. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.